Xin chào anh Chiều các bạn. Just Car vừa mới về một chiếc xe Fortuner đời 2017 nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia, một chiếc xe máy xăng rất là đẹp. Và sáng nay thì tôi vừa công chứng xong, bây giờ vừa có mặt ở cửa hàng Just Car 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Sau đây thì tôi xin phép làm cái video review nhanh về chiếc xe Fortuner máy xăng này để cho anh chị và các bạn tham khảo ha. Thì, thông tin cơ bản thì đây là một chiếc Fortuner máy xăng số tự động 6 cấp với màu trắng ngọc trai, một chủ mua mới từ đầu, sản xuất năm 2017 tại Indonesia. Xe đã lăn bánh chính xác là 84.000 km và xe có full lịch sử bảo dưỡng hãng, có nghĩa là rất là chuẩn. Về chiếc xe này thì tôi mua ở một khách hàng cá nhân sử dụng rất là kỹ và có tài xế riêng nha. Và theo tôi quan sát thấy á, thì đây là một chiếc xe rất đẹp với tình trạng là nước sơn tuyệt vời ha. Xe 2017 nhưng nước sơn màu trắng ngọc trai này có thể nói là rất tuyệt vời. Tôi quan sát thấy là xe hầu như có nước sơn zin. Đấy, xe nói chung là chất xe rất là đẹp. Khi mà mình đến coi xe mà thấy chất xe như thế này là muốn mua liền đó ha. Và các cái mạc chrome và vẫn còn rất là sáng nè. Đó, rất sáng. Đèn cũng tương đối còn tốt nè. Đấy, đó, xe còn trong lắm. Đặc biệt là như anh chị thấy, xe thì vẫn còn lớp zin đời 2017 mà vẫn sử dụng lớp zin nè. Dead lớp là tuần thứ 15 2017 và gai lớp còn khá cao. Như vậy là có thể thấy những chiếc xe Fortuner bộ lốp của nó chạy rất là nhiều, có thể chạy hơn 100.000 cây số thì mới cần phải thay. Thì cả 4 lớp theo xe đều là lớp 2017 hết và theo xe có độ mòn là đồng đều. Đó, rất là chuẩn ha. Đó, chuẩn. Và với Fortuner là một chiếc xe SUV khung gầm rời, truyền động cầu sau. Thì ở đây khi mà tôi quan sát, tôi quay cho anh chị xem luôn là cái gầm xe. Chiếc xe này cũng còn trong tình trạng rất là tuyệt vời, rất đẹp. Gầm xe còn đen bóng. Những cái chi tiết nguyên bản từ nhà máy còn rất là trong điều kiện hoàn hảo, rất là đẹp. Thì nếu mà anh chị muốn cảm nhận được cái chất xe trực tiếp, anh chị cần phải đến cửa hàng Just Car để chúng ta xem xe và cảm nhận ha. Thì như tôi diễn tả cho anh chị và các bạn có thể thấy là chiếc xe này trong điều kiện còn rất là tuyệt vời. Không phải là mình bán chiếc xe là mình khen xe của mình, nhưng mà có những chiếc xe nó chất xe nó có đẹp và có những chiếc xe chất xe nó không đẹp. Thì đây là một chiếc xe mà chất xe của nó đẹp hơn so với những chiếc xe cùng đời. Thì đây là một chiếc xe đi rất là kỹ nha. Keo chỉ còn nguyên zin hết ha. Keo chỉ các thứ còn nguyên zin hết. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem vào trong nội thất nha anh chị. Tương tự như các chi tiết ở ngoại thất thì ở nội thất tất cả chi tiết đều là chi tiết nguyên bản, nguyên zin. Ghế da của xe cũng là ghế nguyên bản ha, còn trong tình trạng khá tốt. Đấy, đây này, anh chị xem cái ghế thì không thấy nó bị xẹp ha. Cái thành ghế nó còn rất là cao, có nghĩa là đi rất là kỹ đấy. Nếu bình thường mà hay bước ra bước vô gác chân lên đây nó sẽ bị xẹp, thì cái thành ghế này nó rất đẹp. Ghế chỉnh điện 8 hướng nè, vô lăng bọc da ốp gỗ. Và với xe này thì chủ trước không có sử dụng bọc vô lăng. Đấy, cho nên là nó có độ mòn vừa phải, không có bọc vô lăng. Cần số cũng vậy ha. Đây là xe có tài xế riêng, cần số thì cũng có một vài vết mòn nhưng mà nó mòn theo đúng cái điều kiện tự nhiên ha. Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp và có lại chuyển số trên vô lăng. Như anh chị thấy ở đây là đồng hồ cây số chính xác nó là 84.850 km ha. Có trang bị đầu DVD Pioneer nguyên bản, điều hòa tự động, 2 dàn lạnh trước sau. Xe có 2 chế độ lái Eco và Power Mode và vẫn sử dụng phanh tay cơ. Thì đây là những cái trang bị nó rất là cơ bản đối với chiếc xe này nhưng rất là bền bỉ, và những cái vân gỗ nè được bền bỉ và giữ màu rất là lâu, rất là đẹp. Rồi, xin mời anh chị chúng ta xem qua về phần động cơ. Đối với động cơ của chiếc Fortuner máy xăng 2017 này, động cơ cũng đang trong tình trạng rất tuyệt vời. Nguyên bản, nguyên zin, tất cả các chi tiết đều còn vết đánh dấu, đều trong điều kiện hoạt động hoàn toàn ổn định, êm ái, nhẹ nhàng. Với xe máy xăng thì mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ cao hơn so với xe máy dầu, nhưng bù lại ưu điểm của nó sẽ là êm ái, bền bỉ và không có phát sinh mùi ha. chạy rất là dễ chịu. Khi mà mình đi gia đình thì mình chọn máy xăng, chỉ khi trong trường hợp mình kinh doanh dịch vụ thì mình mới nên chọn máy dầu. Thì ở đây mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là chuẩn nè anh chị. Nếu mà hỗn hợp thì nó khoảng 11 lít trên 100 cây. Đi trong đường thành phố, ví dụ như Sài Gòn các thứ thì khoảng 13,8 lít, nghĩa là khoảng 14 lít nếu đi nội thành. Và đi đường trường khoảng 9,5 lít, thì con số này tôi đánh giá là khá là chuẩn đấy. Một chiếc xe SUV 7 chỗ dành cho người lớn trong điều kiện còn rất là tốt. Đây hàng ghế sau, còn cái hàng ghế sau thì anh chị cũng có thể thấy nè. Hàng ghế sau cũng còn rất là mới, rất đẹp. Đây anh chị nhìn cái những chi tiết này anh chị sẽ thấy là xe được tuy là xe cũ, xe qua sử dụng nhưng được sử dụng cẩn thận, giữ gìn. Vâng thưa anh chị, và cuối cùng đó là về giá bán của chiếc xe này. Thì hiện nay cửa hàng Just Car đang đề xuất mức giá bán là 720 triệu đồng cho chiếc xe Fortuner máy xăng 2017 nhập Indonesia. Nếu anh chị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Fortuner này, anh chị có thể ghé cửa hàng Just Car ở địa chỉ 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 để chúng ta xem xe, lái thử và chốt lại mức giá cuối cùng. Anh chị có thể liên hệ với Just Car qua số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video sau. Xin kính chào tạm biệt.